Vui lên vì Chúa đã đến. Khi nhìn vào cuộc đời Bệ Dâu, Nguyễn Du đã từng thốt lên lời thơ ai oán trong truyện Kiều. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc Bệ Dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cuộc đời buồn nhiều hơn vui, dòng đời nước mắt nhiều hơn nụ cười. Kiếp nhân sinh vẫn đong đầy khổ đau của cái nghèo, cái bất công, cái áp bức và bất hạnh. Cuộc sống vẫn đầy những lắng lo về cơm áo gạo tiền, về tương lai còn đầy đen tối. Đó cũng chính là thảm cảnh của dân lưu lạc Israel. Họ phải sống kiếp nô lệ bên Babylon. Cuộc đời họ chìm đắm trong bể khổ trần ai. Chính trong thảm cảnh đầy nước mắt của kẻ lưu đày, họ đã ngước về trời cao, trông mong đấng cứu tinh giải thoát cuộc đời bể dâu nơi họ. Biết bao lời ca ai oán, trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây ơi, hãy mưa đấng cứu tinh, là bằng chứng cho thấy lòng khát khao chờ mong sự giải thoát của Thiên Chúa dành cho họ. Hôm nay, chúng ta nghe lại lời của tiên tri Isaiah loan báo cho dân sứ điệp về niềm vui đã gần kề. Isaiah mời gọi, hãy vui lên vì ngày giải phóng đã đến. Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Thiên Chúa sẽ lau khô giọt nước mắt. Thiên Chúa sẽ băng bó những vết thương. Thiên Chúa sẽ hiện diện giữa dân người để ban bình an, hòa bình và thịnh vượng cho dân. Và niềm vui đó càng dâng cao khi Gioan rao giảng về triều đại Mêsia đã đến. Gioan đã chỉ cho dân thấy triều đại của đấng thiên sai đã bắt đầu. Gioan còn mời gọi dân chúng đón nhận niềm vui bằng đời sống sám hối ăn năn. Gioan còn cảnh tỉnh dân chúng hãy thức tỉnh vì Chúa đã đến giữa dân người. Gioan đã nhận mình là người làm chứng cho đấng Mêsia. Ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa để dọn đường cho đấng cứu thế. Vâng, giữa cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những bất công và hận thù, vẫn còn đó những giọt nước mắt lầm than cơ cực. Dòng đời hôm nay vẫn còn đó những người đau khổ triền miên, vẫn còn đó những mảnh đời đói khát cơ hàn. Họ đang cần chúng ta làm chứng cho sự hiện diện của Chúa giữa thế gian. Họ cần chúng ta làm chứng, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Họ cần chúng ta dám dành cho họ những cái nhìn cảm thông, những lời ủi an khích lệ, thay cho thái độ bàng quang, dửng dưng trước nỗi khổ của đồng loại. Họ cần chúng ta dành cho họ những nghĩa cử bác ái, vị tha. Họ cần chúng ta sống yêu thương để giới thiệu cho họ một Thiên Chúa đầy yêu thương đang hiện hữu giữa cuộc đời hôm nay. Chính đời sống chứng nhân của chúng ta sẽ đem lại niềm vui cho những ai khổ đau. Chính đời sống chứng nhân của chúng ta sẽ mang lại niềm vui cho những ai đang thất vọng, đang lần mò trong đêm tối của cô đơn, buồn chán. Có ai đó đã nói thật chí lý rằng, sống chứng nhân không phải là đuổi theo các tâm hồn, mà là sống làm sao để các tâm hồn chạy theo ta. Lối sống của Gioan đã lôi kéo hàng ngàn người đến với ông, nhưng liệu rằng lối sống của chúng ta có thu phục người khác hay làm cho họ thất vọng về lối sống của chúng ta? Cuộc sống của chúng ta có thực sự là món quà mang lại niềm vui cho anh em hay là gánh nặng cho anh em? Những người trong gia đình chúng ta, họ có vui vì chúng ta hay đang thất vọng vì lối sống cộc cằn, thô lỗ và lười biếng của chúng ta? Ước gì khi nhìn vào đời sống của chúng ta, mọi người sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa, vì chúng ta dám sống yêu thương tha nhân như chính mình, và xin đừng vì lối sống thiếu đạo đức của chúng ta mà gây nên đau khổ cho tha nhân.